Cái tên nào sẽ xuất hiện trong chuyên mục Mỗi tuần một xe ngày hôm nay? Hãy cùng với Phương Nguyên khám phá ngay sau đây. Ra mắt lần đầu vào năm 2009, BMW S1000RR đã tạo được tiếng vang lớn khi là mẫu Superbike thương mại được xây dựng trên nền tảng xe đua của giải Sumoto Thế giới WSBK. Gần một thập kỷ sau, chú cá mập nhà BMW đã chính thức nhận được sự thay đổi toàn diện cả về thiết kế lẫn động cơ. BMW S1000RR thế hệ mới là một trong những mẫu xe được mong đợi nhất hiện nay. Trước triển lãm ESIMA 2018 tại Italia, hàng loạt tin đồn và hình ảnh của mẫu xe này đã được lan truyền và nhận được nhiều sự quan tâm. Một trong những đồn đoán về thiết kế đã trở thành sự thật, BMW đã loại bỏ cụm đèn pha đối lập mà thay vào đó là cặp đèn đối xứng dạng gương cầu lồi kèm các dải LED ban ngày, hốc hút gió chữ Y tách đầu xe thành hai mảng riêng biệt. So với thế hệ trước, thiết kế tổng thể của xe mang tính khí động học nhiều hơn. Phần khung phụ phía sau xe dạng thép ống để lộ ra ngoài, tạo sự liền mạch, đuôi xe thiết kế ngắn và được vuốt cao hơn. Nét đặc trưng duy nhất của S1000RR đời trước được giữ lại là các khe gió dạng vây cá mập ở hai bên thân. Khung xe bằng nhôm cũng được thiết kế lại giúp tăng kết cấu chịu lực. Bộ gấp nhôm mới với các thanh gia cường giúp kết nối khung xe và các bánh xe. Điểm đổi mới trên S1000RR 2019 là hệ thống treo Full Throttle Pro thế hệ mới. Hệ thống treo này mang đến độ bám đường cao hơn và cảm giác lái tốt hơn. Trái tim của S1000RR 2019 vẫn là khối động cơ 4 xi lanh thẳng hàng DOHC 16 van, dung tích 999 phân khối, sản sinh mức công suất 207 mã lực, tăng 8 mã lực so với thế hệ trước. Về công nghệ an toàn, ngoài các hệ thống quen thuộc như phanh ABS biến thiên, điều khiển lực kéo, S1000RR thế hệ mới còn được trang bị hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc, chuyển số nhanh không cần bóp côn Shift Assist Pro và kiểm soát hành trình. Các công nghệ trên được điều khiển qua màn hình màu TFT 6.5 inch, kèm theo một số tiện ích như giới hạn tốc độ trong đường bit hay đo góc nghiêng thân xe. Ngoài ra, hệ thống BMW Motorrad Multi Controller giúp xe kết nối với điện thoại thông minh qua Bluetooth. Do sử dụng nhiều loại vật liệu nhẹ, cho nên dù khi đầy nhiên liệu thì khối lượng của S1000RR 2019 chỉ dừng ở mức 197 kg. Tuy nhiên, với gói tùy chọn M Package bao gồm yên solo M và cặp mâm 7 chấu carbon M giúp khối lượng xe được giảm xuống còn 193,5 kg. Mức giá và thời điểm bán ra thị trường của S1000RR thế hệ mới vẫn chưa được BMW tiết lộ. Tuy nhiên, theo nhiều nguồn tin, hãng xe Đức dự kiến sẽ mở bán mẫu xe này vào đầu năm 2019. Mẫu siêu mô tô này hứa hẹn sẽ là đối thủ xứng tầm với chiến mã Panigale V4R của Ducati trên đường đua WSBK.